Thưa sư cho con hỏi, khi con muốn cứu mấy con kiến vì sợ chúng nó bị nước cuốn mà lại vô tình khiến chúng bị tổn thương vì con lỡ tay thì con tội nặng, tội nhẹ như thế nào? Và khi đó con nên sám hối hay chia phước đến chúng thì có được không? Ủa, quý vị giết mấy con kiến thì chia phước cái kiểu gì? Cái vấn đề này thì xin mời sư Tệ Tường. Thưa quý vị, vị này hỏi là muốn cứu mấy con kiến, nghĩa là đây muốn cứu thôi, có nghĩa là có ý muốn thôi, nhưng mà vì sợ chúng nó bị nước cuốn mà lại vô tình khiến chúng bị tổn thương, lỡ tay thì tội con nặng nhẹ thế nào, đúng không? Và hỏi là cái giải pháp á, vị này hỏi là và khi đó con nên sám hối hay chia phước đến chúng có được không ạ? Thì cái giải pháp khi đó, giải pháp trước đi ha, cho dễ ha. Cái giải pháp trước tiên á, mà đầu tiên á, quý vị á, nơi nội tâm quý vị đã khởi lên một trạng thái tâm thiện á, là muốn muốn cứu chúng nó, thì quý vị á, đồng thời quý vị hãy tư duy thêm là mình cứu, mặc dù á, thứ nhất là quý vị hiểu rõ nè, khi mà khởi tâm thiện là một làm bất cứ một điều thiện gì, quý vị phải suy xét á, mình làm trong cái khả năng mình duy trì được cái tâm thiện này, quý vị nhớ rõ nha. Tại vì đôi khi á, quý vị á, khởi lên nội tâm là thiện để chuẩn bị làm hành động đó, nhưng mà khi quý vị làm cái hành động đó, lúc đó là không phải tâm thiện, đó là một cái phạm trù khác nữa, quý vị phải ghi nhớ cái điểm này rất là quan trọng đó. Bởi vì tại sao mà sư lại nói là khi quý vị khởi tâm lên thiện, bởi vì tiến đến cái hành động qua thân qua khẩu á, quý vị phải cố gắng duy trì đó, đúng không? Để cuối cùng á, nó hoàn hảo là hành động thiện, thì đó là cái điều nên làm, đúng không? Còn nếu quý vị á, khởi tâm thiện nhưng mà rồi cái tâm thiện đó nó khởi lên thôi, nhưng mà khi mà quý vị hành động qua thân qua khẩu á, lúc đó bất thiện rồi, thì sư khuyên quý vị á, không nên làm, đúng không? Còn ở đây á, ở đây cái vị nói là vô tình khiến chúng bị tổn thương á, có tội nặng nhẹ hay sao, thì sư đã phân tích trạng thái tâm rồi đó, quý vị tự tự mình sẽ trả lời được cái câu hỏi đó rồi. Quý vị này hỏi tiếp là có nên sám hối chi phước không, thì cũng quay lại cái vế đầu tiên luôn. Nếu quý vị duy trì được cái dòng tâm thiện để quý vị làm một cách hoàn hảo ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối đều là thiện á, thì mình đâu có cần đâu, mình đâu có phải gọi là cái tâm trạo hối hay là gì đâu, mà mình cần phải sám hối hoặc là chi phước đến. Thì cuối cùng sư, trước khi sư kết thúc cái câu trả lời này, thì sư cũng lời khuyên vị là làm thiện thì hãy cố gắng duy trì cái dòng tâm thiện đó, nó hồi đủ 3 thời, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, để cho nó hoàn hảo, chứ đừng vì mình khởi tâm thiện lên mình làm rồi, sau khi rồi trong cái lúc mình đang làm qua thân qua khẩu nó lại bất thiện, đúng không? Thì cái đó nó sẽ sự thiếu sót, cái sự khiếm khuyết về nghiệp và quả của nghiệp, nó ảnh hưởng đến cái sự tu tập quý vị rất là nhiều. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây, hay quý thầy Đức có bổ sung gì thêm? Sư cũng thấy là Tự Tường đã trả lời rất rất là đầy đủ rồi, cho nên là sư cũng không có cái ý gì thêm. Nhắc quý vị nhớ là khi mình làm thiện thì duy trì cái trạng thái tâm thiện đó, khi nào mà cái tâm thiện nó biến mất á, thí dụ như là mình có sự bất mãn thì chúng ta nên ngưng ngay. Còn có những trường hợp như là giả sử như là mình cứu con kiến mà lỡ mà bị con kiến nó bị đau á, thì một phần mình rút kinh nghiệm mà bữa sau mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn một phần á, thì có khi là gọi là có còn hơn không, bởi vì nếu mình không cứu thì nó cũng chết rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.